Thưa quý vị, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chuyên môn, thực hiện tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình, những cán bộ hội viên phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của nữ công an thành phố, cũng như phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ 14, nghị quyết Đại hội phụ nữ công an thành phố lần thứ 8. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu của nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng đã phát động thi đua trong các cấp hội là phát huy truyền thống phụ nữ công an thành phố, kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Theo đó, ngay từ đầu năm, Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có kiến thức, đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và tổ quốc. Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội và phong trào thi đua Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền hơn 40 buổi tuyên truyền, và qua đó chúng tôi cũng đã lồng ghép rất là nhiều cái chuyên đề, như chuyên đề về an toàn, trật tự an toàn giao thông, hay là đặc biệt là cái chuyên đề mà phòng chống xâm hại bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái, cũng như là phòng chống bạo lực gia đình, để tuyên truyền cho hội viên trong và ngoài lực lượng. Bên cạnh cái công tác tuyên truyền, các cấp hội cũng đã triển khai rất là nhiều hoạt động về văn hóa, thể dục thể thao nhằm tạo cái sân chơi cho chị em, cũng như là chăm lo rèn luyện sức khỏe phục vụ công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phụ nữ công an thành phố đã thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân được nhân dân tin yêu. Trong đó, việc duy trì thực hiện có hiệu quả công trình thi đua, Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Phối hợp Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị với chuyên đề nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên, hội viên Phụ nữ Công an thành phố. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xã tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Một trong những chương trình hoạt động của Hội Phụ nữ Công an thành phố nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của hội viên là chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động. Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai vận động các hội phụ nữ cơ sở trực thuộc và cán bộ hội viên chung tay nhận hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng 17 trẻ em mồ côi trên địa bàn với mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một tháng mỗi trẻ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được phát triển đầy đủ toàn diện. Hàng tháng từ cái nguồn quỹ nuôi heo đất thì chúng tôi cũng đã trích ra một cái phần để thực hiện cái chương trình này. Và chúng tôi mong rằng thì với cái sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình thì sẽ có nhiều hơn những cái hoàn cảnh trẻ em khó khăn sẽ được đồng hành, sẽ được giúp đỡ, được yêu thương. Trong xã hội hiện đại, những nữ cán bộ công an thành phố Đà Nẵng không chỉ đảm nhiệm và làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Những nữ công an hiện nay luôn kế thừa truyền thống trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu của Hội Phụ nữ Công an thành phố là Trung tá Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an thành phố Đà Nẵng. Dù đảm nhiệm công tác chuyên môn bận rộn, nhưng chị luôn phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm với công việc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trong công tác chuyên môn.
Chí Quyên cũng đã thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của người cán bộ hội, thường xuyên vận động chị em tham gia làm tốt cái công tác chuyên môn cũng như là cái hoạt động xã hội từ thiện, gắn kết giữa cán bộ hội viên phụ nữ công an thành phố với cái hoạt động của phụ nữ ở đơn vị địa phương. Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của các cán bộ nữ công an là sự khẳng định vị trí, khả năng của mình trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn toàn diện về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Với đặc thù công việc của lực lượng vũ trang luôn đòi hỏi các nữ cán bộ công an thành phố phải nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường làm việc với số đông là nam giới. Bên cạnh đó, mỗi nữ chiến sĩ còn làm tròn trách nhiệm với gia đình, là người giữ lửa cho những mái ấm hạnh phúc. Vì vậy, việc tham gia các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng là sự cố gắng rất lớn để sắp xếp được thời gian, vượt qua nhiều áp lực để nhận được sự tin yêu trong nhân dân. Thực ra mà nói thì cái hoạt động xã hội, các cái hoạt động nó là những cái hoạt động nó không dễ. Nhất là đối với chúng tôi lực lượng vũ trang thì nó có những cái yêu cầu về thời gian, về nhiều thứ thì và cần nữa là cái kinh phí thì nó không là dễ, nhưng mà tôi nghĩ là mình làm với cái tâm thì mình xuất phát từ cái tâm và mình trong cái điều kiện mình cho phép. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là được cái sự quan tâm hỗ trợ của đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, rất là tạo điều kiện cho chị em hội viên, rồi cũng hỗ trợ thêm kinh phí cho chúng tôi hoạt động. Mong muốn mình vừa hoàn thành tốt cái vai trò của cái người vợ, người mẹ trong gia đình, đồng thời thì cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt cái công việc. Trong một xã hội ngày càng phát triển thì những hành vi vi phạm pháp luật ngày càng nhiều với những thủ đoạn tinh vi hơn. Điều đó càng đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm phục vụ nhân dân, lòng dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo sự bình yên cho xã hội. Tại Công an phường Bình Hiên, quận Hải Châu, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn luôn được quan tâm. Trong thời gian qua, Công an phường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về an ninh trật tự, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, từng gia đình trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Với vai trò là trưởng Công an phường, Trung tá Trần Thị Quỳnh Trang đã phối hợp tốt với Hội Phụ nữ phường Bình Hiên trong công tác tuyên truyền về những chuyên đề phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống bạo lực phụ nữ, trẻ em, lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ tại chi hội, các câu lạc bộ về vấn đề an ninh trật tự và tệ nạn xã hội, vận động hội viên và gia đình hội viên phụ nữ đảm bảo không có tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn phường. Chị cũng đã tích cực tham gia các hoạt động cũng như của Hội Phụ nữ, rồi của Công an thành phố, Công an quận và kể cả với địa phương thì đồng chí cũng đã xuống bám sát với coi như tại địa phương thì đồng chí cũng đã xuống bám sát với cơ sở đó, thì kể cả là về công tác tuyên truyền vận động nhân dân và tuyên truyền cho cán bộ hội phụ nữ, tức là về chấp hành các cái quy định của pháp luật tại địa phương, không để xảy ra vấn đề là bạo lực gia đình hay là để xảy ra các cái tình trạng hoặc coi như là khác đó. Kể cả là vấn đề giáo dục như là coi như là các cháu thanh thiếu nhi, các phụ nữ coi như là địa phương là chấp hành các cái quy định pháp luật, thể hiện được cái vai trò, cái trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người phụ nữ của lực lượng công an nhân. Gắn bó với cơ sở, Trung tá Quỳnh Trang luôn phối hợp với hội viên phụ nữ phường Bình Hiên trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân gần gũi và sáng tạo để đem đến nhiều hiệu quả thiết thực. Đối với lại về cái công tác tuyên truyền pháp luật ở tại địa phương thì trong thời gian qua thì cũng rất là giữa Hội Phụ nữ và Công an rất là tập trung và xây dựng và các kế hoạch để tuyên truyền để đến cho tất cả các thanh thiếu niên, người dân và cũng như là tất cả các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn phường được nắm rõ các kiến thức cũng như là cái thông điệp về các nội dung mà tuyên truyền về cảnh báo trong thời gian hiện tại. Bằng sự tận tâm trách nhiệm với công việc, sự gần gũi với nhân dân, chị Quỳnh Trang luôn được nhân dân tin yêu, luôn lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Mong muốn của chị là cảm hóa, giáo dục những thanh thiếu niên lầm lạc,
giúp các em trở về với cuộc sống đời thường, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy, gìn giữ sự bình an cho địa bàn dân cư. Bản thân tôi cũng sắp xếp mọi việc một cách khoa học, hợp lý để vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt công việc của gia đình và đồng thời cũng tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của Hội Phụ Nữ các cấp phát động. Và tôi cũng mong muốn chị em phụ nữ chúng ta cần cố gắng phát huy cái phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có thể nói, dù ở vị trí công tác nào, phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng cũng đều cố gắng phấn đấu, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm với công việc, phát huy thế mạnh của mình để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được, Hội Phụ Nữ Công an thành phố đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu của Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố Đà Nẵng và của Công an thành phố. Đó cũng là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ được giao. Thành quả ấy chính là hành trang để Phụ Nữ Công an thành phố Đà Nẵng tự tin, vững bước trên con đường phía trước, phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Thưa quý vị, những hoạt động xã hội của Phụ Nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã khép lại chương trình Phụ Nữ và Phát triển kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.